Đấy, ở đây thì bây giờ nó đang sạc điện đấy ông này. Bao giờ mà cái bóng xanh này nhá, nó sáng hết chỗ này này, sáng hết thì nó sẽ lên điện ông nhá. Đấy, bây giờ thì cháu Đức sẽ bật xem nào, sáng chưa? Đó, sáng chưa? Nhà ông có rừng cây to không? Có mấy cây. Có mấy cây à? Thế thì ở đấy thì xem là để cháu sẽ bàn bạc riêng lại với ông sau nhá, bàn bạc riêng với ông sau thì qua cái tiết nguyên đán này đấy thì nếu mà được thì mình sẽ tính phương án triển khai. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu. Và đồng thời thì cháu Lực cũng có đem theo một phần quà cho hai ông cháu luôn các bác. Còn cái phần quà này thì là được cô bé, là cô có gửi cho cháu Lực một cái khoản tiền để cho cháu Lực là để cho vào quỹ làm nhà của ba ông cháu. Và đồng thời thì cô bé cũng có dặn cháu Lực rằng là mua thêm một cái bóng đèn năng lượng mặt trời để mà cho ba ông cháu để vào trong nhà các bác. Hiện tại thì trong nhà của ba ông cháu thì hoàn toàn là sử dụng bằng cái bóng đèn, đèn pin đấy các bác. Cái đèn pin này thì được ba ông cháu là đi sạc nhờ của dân bản ở trên này cô bác. Ôi Mạnh, Mạnh ơi, vô về đấy. Hả? Ở đây xem nào, cho chú xem nào. Mạnh, dây thì tuột hết rồi, bật hết dây rồi. Vừa đi học về à? Hả? Có phải vừa đi học về không? Cùng ông kia. Cùng ông à? Thế ông đi đâu rồi? Kia. Ông đang ở kia à? Ờ, thế thì Mạnh chào chú đi. Chào chú. Cháu chào chú. Rồi nào, bây giờ thì Mạnh khoanh tay chào các ông các bà nhá. Mạnh chào các ông các bà. Rồi hôm nay thì Mạnh ở nhà làm gì, nói cho các ông các bà nghe xem nào. Chơi. Chơi thôi à? Thế có đi học không? Đi. Đi học à? Thế là cũng vừa mới đi học về cô bác. Cháu được nhìn thấy là bé còn chưa có bỏ cả giày đâu. Giày này thì là bây giờ hiện tại là trong quá trình mà bé đi cô bác ở đây thì đi toàn đường đất thôi, cho nên là cũng khá là bẩn rồi. Thế ông Mạnh thì đang ở tận đâu? Tận kia. Tận kia là tận đâu? Chỉ cho chú xem nào. Kia. Kia à? Ông thì đang đi lấy cỏ về cô bác. Không biết là bây giờ cô bác có đang nhìn thấy ông không? Chú được nhìn thấy là cái dáng của ông là đang vác trên mình một cái vác cỏ nữa. Nào, thế thì đi về thôi. Nào, dẫn chú đi về nhà Mạnh thôi. Đấy, đi oai đấy nhờ. Đi oai đấy nhờ. Đây Mạnh thì các bác cũng gửi cho rất là nhiều quần áo, cho nên là có vẻ như là bây giờ quần áo của Mạnh thì không có phải mua đâu cô bác ạ.
Đấy, vừa mới bước vào thôi là đập vào mắt của mũi của cháu Lực với lại tất cả các bác. Một cái ngôi nhà mà khá là đơn sơ, hai ông cháu là tự đùm bọc với nhau ở cái ngôi nhà này các bác. Ôi hôm qua thì có vẻ như là mưa khá là nhiều. Ồ đây là dép của mẹ à? À? Ồ, Lực nhìn thấy là ông của mạnh là đang đi lấy cỏ về các bác, không biết là ông đi tận đâu để mà lấy về. Không biết trâu của ông thì để đâu rồi. Ui ông còn không cả để ủng luôn các bác. Tôi nhìn được nhìn thấy là dép của ông là để ở đây. Thời tiết thì cũng gọi là khá là lạnh. Ông là đi tận đâu lấy cỏ về đấy không? Tận dưới kia à? Đúng hôm nọ là ông đưa cháu đi lấy đúng không? À. Con trâu của ông đi đâu rồi? Tôi được nhìn thấy là ông đang thả trâu ở dưới kia này cô bác. Thế vừa rồi ông có đi đón Mạnh không hay là Mạnh là tự về? Dạ. Ờ. Hôm nay là có phải đi đón Mạnh không hả ông? Có. Có à? Trời mưa. À thế là trời mưa là ông phải đi đón Mạnh à? Thế ông gửi một lời chào tới các bác đi. Vâng. Chào các bác. Vui nhá. Rồi. Đấy, ông thì năm nay có được hơn là 50 tuổi, gần là 60 thôi. Gần là 60 tuổi thôi các bác. Nhưng mà do là ông thì cũng phải nói là ông lao động khá là nhiều cho nên là ông già trước tuổi đi một chút rồi. Đấy, Mạnh đang cầm cái gì đấy hả? À, đang cầm cái gì đấy? Hộp của đèn pin à? Ở trong này có mặc áo không đấy? À, có bác ạ, tưởng là không mặc. Mạnh thì là một đứa trẻ mà nhìn vào khuôn mặt thì rất là ngoan và rất là dễ thương các bác. Đấy, hôm nay thì cháu Đức lại đem theo cho ba ông cháu là một cái phần quà. Đấy, đây thì là phần quà này là của cô bé. Cô có nhờ cháu Đức mua cô bác. Ông có biết cái này là cái gì không? Không biết à? Thế thì một tí nữa mở ra cho ông nhá. Vâng. Phần quà này thì phải nói là rất là ý nghĩa đối với ông ấy. Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thế ông thì bây giờ có phải đi đâu làm việc gì nữa không ông? Chưa. Vâng. Chưa thì không đi đâu rồi. Không đi đâu à? Đấy, thế thì hôm nay là cháu có lấy một cái bóng đèn cho ông nhá. Đây thì bây giờ chắc là phải lắp ở, chắc bây giờ chắc phải để ngoài để mở ngoài đó ông ạ. Đấy. Ông có cái dao không? À đây đây, dao đây rồi. Đây ra đây cháu mở cho. Đấy, bây giờ thì lắp cái bóng đèn năng lượng mặt trời cho ông đó cô bác ạ. Đây đây thì khi mà người ta gửi cho cháu Lực thì cháu Lực cũng còn chưa có mở đâu cô bác. Bóng đèn năng lượng này thì cháu Lực cũng mua cho em Quân với lại em Sử có hết rồi. Và khi mà các bác, khi mà bà bé, mà bà có, khi mà cô bé cô có theo dõi được những thức phim mà cháu Lực đăng tải lên ấy thì có là mua, muốn là mua cho ba ông cháu thêm một cái nữa. Cái này thì shop nổ là chắc là Mạnh khá là thích nghịch nhỉ.
Xem nào, bữa này xem nào. Ôi ơi, nó phải như thế này chứ. Đấy. Cái này làm cái gối thì cũng mềm ấy ông ạ. Rồi, nào mạnh lấy ra chú nhá. Cái này thì nó sẽ sạc bằng bằng ánh nắng mặt trời không ạ? Là mình không cần phải là đi đâu để mà mình sạc đâu. Đấy, ban ngày khi mà còn nắng ấy thì nó sẽ khác sáng. Dạ? Dạ? Cái này không cần sạc điện đâu không ạ? Cái này là nó sạc bằng ánh nắng mặt trời. Ông ấy nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Chưa à? Hai ông cầm một cháu nha. Đấy. Phải mở ra từng cái một đã không ạ? Ồ, à đây nó đang bị dính thêm một lớp nữa không? Đấy. Cái này là cái đèn, ông cầm cái này đi. Đấy, còn cái này là cái tấm pin của nó đây. Cái này thì để trên ốc nhà thôi không ạ? Để ngoài thôi. Mưa vào nó không sao đâu không ạ, cái này ấy. Không sao à? Vâng. Đấy, cháu để đây đã. Đây nó có thêm một cái khung nữa. Mày có biết cái gì không? Cái việc là sớm rồi. Hả? Mày có biết cái gì không? Cái này là cái gì? Bóng đèn à? À, mày thì nhìn ở ngoài thì cũng biết là bóng đèn của bác. Wow. Đấy. Đấy, đây là cái điều khiển của nó đây. Đây là cái pin với lại ốc vít này. Đấy, cái này thì sẽ lắp ở trong nhà ông nhá. Cái này là 100W của bác ạ. Thì bây giờ là chắc là cháu Lực sẽ phải trèo lên trên để mà để tấm năng lượng mặt trời này vào đó. Rồi thì sẽ đi vào trong nhà và lắp sau. Này thì để trên nóc nhà kia ông nhá. Chỗ nào trèo được lên ông nhà chỗ này ấy. Khó đấy nhỉ. Bây giờ là phải ngâm cứu đó các bác, ngâm cứu rồi thì cháu Lực mới trèo lên được. Này lên sợ sập đúng không? Vấn đề đẹp đấy à? Hả? Này, thế thì cháu lên chỗ này này. Đấy, ngôi nhà của ông thì cũng khá là ổng ẹp cô bác. Cho nên là phải tìm chỗ nào mà leo. Đây. Chắc là chỗ này leo được không ạ? Ây! Cứ toàn ba này mà này. Yếu Việt Nam nào kìa. Dính đứt hết rồi. Rồi đứng. Đây, ở đây thì cái tấm năng lượng mặt trời của bác ở đây thì mưa thì cũng không có sao đâu. Nó chỉ cần hưởng nắng lên một chút là nó có điện rồi. Ông ăn lấy cái vòng trắng kia cho cháu lắp một tí. Đấy đúng, không cái vòng trắng kia không? Đấy cái vòng trắng này đấy. Cộng thêm cả cái túi. Cái túi vít vừa rồi ông để đâu ấy? Đây. Cái túi ông vít ở đây đấy. Ông ơi cháu đi. Cháu vặn lên đây vào đó. Phải ném vào đây không? Đấy, ông ném vào túi kia. Để ông mất cắm, để ông kì nó mình vô. Hôm nay ông ở nhà thì đi làm gì không hôm nay? Lấy dâu lần một tí lấy củi.
củi à? Hôm nào ông bảo là đi chỗ nào làm thuê xếp đá đấy, ông đi chưa? Được 2 ngày trời mưa không đi được mà. 2 ngày trời mưa là không đi được à? Nhưng mà mai chẳng mưa thì mai đi. Tại mưa là mai mới đi à? Ông thì vẫn chưa nhìn thấy cái tấm năng lượng mặt trời này bao giờ cả cô bác ạ. Ui. Ở đây có một cái đinh sắt này, tiện thể là móc luôn cái đinh này luôn. Thì ông đi xuống cái nhà kéo cháu kéo dây này xuống cho ông nhá. Trong nhà nhá. Hả? À đây chứ. À đây có một lỗ này này. Trong cái lỗ này vào luôn. Nó nhỏ quá. Ông ở từ đâu ấy? Đây này ông ơi. Kéo đi này. Đấy ông kéo đi. Lúc nào cháu bảo được thì được. Kéo đi ông. Kéo đi ông ơi. Kéo đi ông. Rồi đồ đồ anh. Đồ ông nha. Ui, ngôi nhà của ông này phải là vừa đi mà vừa... Nào, Mạnh lấy cái bóng đèn cho chú nào. Đấy. Ui, vào trong nhà này chắc là bây giờ phải bật điện rồi. Chứ không là tối quá. Mày đi nhặt cái gì đấy? Cái này là bây giờ treo ở trên này luôn không nhá? Nào mày cho chú xem nào, chú xem nào. Mày khá là cứng nhỉ. Treo lên cho ông nhá. Chỗ này ông nhá. Giờ là phải đóng hai cái đinh vào đây không ạ? Còn mấy cái đinh này thì bây giờ mình không cần, mình không dùng đến ấy thì mình cất đi ông nhá. Đấy, hiện tại là mình dùng đinh để mà mình đóng vào đây rồi, cho nên là mình không cần dùng cái này nhá. Thế là ông cất cái này của cháu nhé. Đi làm gì?
Đấy, vào trong căn nhà của ba ông cháu của bác, chỗ cao nhất thì là cái chỗ đỉnh ở chỗ đây thôi. Đấy, ngôi nhà chỗ cao nhất thì nó cũng rơi hộ độ trên hơn 1m6 một chút thôi, cũng ngang bằng cháu Lực rồi. Ở nhà bây giờ còn bật bóng đèn à mẹ? Hả? Hả? Một cô lớn mà thế mà mình dùng à? Là thế đóng ở trên này là hai ba cái đinh để cho. Treo như này cho ông nhá. Cái này không biết là bây giờ nó ở trong có còn pin không, nếu mà không còn thì ngày mai nó mới sáng đấy ông ạ. À. Bây giờ thì tại vì là bây giờ là nó tối rồi đấy. Nó khắc sáng à? Nó khắc sáng không ạ? À? Ông chỉ cần bật cái kia là nó sáng rồi. Cái dây thép vừa rồi đâu nhỉ? Bây giờ phải lấy dây thép đó. Bây giờ mình chưa cắm điện không? Một tí cắm điện thì nó mới có được. Mạnh như cô bác ạ. Một mình khắc chơi cái hộp thôi. Mạnh thì hầu như là chưa biết ra những cái món đồ chơi gì cả. Hôm nọ thì cháu được cũng trích tiền của các bác ấy gửi ra để mà mua đồ chơi cho Mạnh. Dùng cái dây thép để mà buộc một chút ông ạ, để cho nó chắc cái ngôi nhà đi. Đấy, ông với Mạnh ở trong nhà thì ngôi nhà cũng khá là bé. Hai ông cháu thì cũng dọn dẹp ngôi nhà cửa rất là gọn gàng. Nên mặc dù là ngôi nhà nhỏ. Ông ai ghi với cháu một tí không? Vậy cắt thêm một dây thép nữa để buộc vào ạ. Vừa đóng đinh vào xong là vừa lấy dây thép để buộc vào thì nó không sợ nó sẽ bị rơi ấy. Không là là sợ nó bị rơi, nó bị thí dụ như bây giờ mình không có buộc cái thép vào thì sợ là Mạnh dùng cây chọc chọc ấy thì nó rơi xuống. Mạnh ơi, nhớ là không được dùng cây để mà chọc vào đây nhá. Nhá. Một tí nữa chú bảo. Ấy là của tin đâu. Ông cho cầm một cháu kim ấy. Đây. Ông cháu mượn kim ấy.
Đây, bây giờ chỉ cần cắm điện vào nó thôi là được đấy ông ạ. Đấy, hai ông cháu thì hay ngồi chỗ này để ăn cơm đúng không? Vâng. Hay ngồi chỗ này ăn cơm thì mình sẽ cho nó chiếu hay là nhiều hơn. Đủ rồi. Đấy, ở đây thì bây giờ nó đang sạc điện này ông này. Bao giờ mà cái bóng xanh này nhá, nó sáng hết chỗ này này. Sáng hết thì nó sẽ lên điện ông nhá. Đấy, ở trên này thì cháu Lực nhìn thấy là ông đun cái phần bếp ở bên kia này, có bác này, nhìn thấy cái phần khói của nó hầu như là bám hết cả trong cái ngôi nhà rồi, thành ra là tạo cho ngôi nhà rất là đen. Đấy. Cái điều khiển kia đâu ông nhỉ? Mèng cầm ở đâu đấy mèng? À đây. Đây ông à, cất cái thép ly này đi, để lúc nào mà mình lại dùng để buộc cái khác tiếp. Mạnh có biết là cái kia là cái gì không hả Mạnh? Bóng đen à? À, thế là Mạnh là không được dùng cây để mà chọc lên trên đâu nhá. Ừ, nhớ chưa? Nhớ à? Nhớ à? Đấy, sáng chưa? Thấy cái gì sáng chưa? Thấy cái gì sáng chưa? Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ bật xem nào, sáng chưa? Đó. Sáng chưa? Sáng. Này thì lúc nào mà ông muốn tắt đi thì ông là bấm bên này nhá. Còn bật là bên này nhá. Đấy. Còn là mấy cái này là cái hẹn giờ của nó. Ông biết số 3, số 5, số 8 không? Có. Có à? Đây là hẹn giờ ông nhá. Cái này hẹn giờ thì thôi mình không bầm, mình dùng auto này. Đấy. Đấy bây giờ cháu Lực bật phát cô bác đây. Cô bác nhìn thấy là sáng cả ngôi nhà luôn. Đó. Thích không? Nào đây chú xem nào. Đây chú hỏi. Ui, cái gì rơi đấy? Đèn pin rơi à? Đấy đến là... Đúng rồi, tắt ở bên này không? Tắt ở bên này. Đấy. Ông bấm thử tắt xem nào. Đó. Nhưng mà ông phải là dí ở trên nó mới sáng nhá. Ông phải dí vào nó nhá. Đó. Đấy, bao giờ mà nó sạc pin nó đầy ấy, thì là cái bóng xanh kia là nó sẽ đầy hết cho em nhá. Đấy, còn là bây giờ buổi đêm mà hai ông cháu ăn cơm của bác thì sẽ không có phải dùng đến cái bóng đèn như vậy nữa. Đấy, hai ông cháu thì ở nhà là dùng cái bóng đèn như vậy thôi. Đấy. Ông có thích cái phần quà này không? Có. Thế là bây giờ buổi tối là mình không cần phải là bật cái đèn này để mà ăn cơm rồi nhỉ? Đấy, đến buổi tối thì mình bật cái này đi. Bật cái này lên. Cái này thì ông yên tâm là không phải sạc đâu nhá. Mình để trên kia thì nó sẽ có nắng, nó sẽ khắc sáng nhá. Không có cái này tối phải đi. Nhưng em sạc. Anh em sạc à? Nhưng mà cái này là ông ấy bây giờ chỉ dùng gọi là lúc mà mình đi ra ngoài đường thôi. Còn là vào trong nhà thì mình cứ bật cái này đi. Đấy, bật xong thì cất cái này đi nhá. Sợ Mạnh là có thể là giống cái này như là cái đồ chơi là cầm đi đâu chơi là không biết đấy. Dùng ông tắt xong thì ông để trên cao đi kìa. Ông để trên cao thì đừng Mạnh là nghịch đi. Mạnh ra đây chú dặn nhá. Chú dặn Mạnh nhá. Là Mạnh không được cầm cái này để mà đi chơi nhá. Nhớ chưa? Nói to lên. Được. Rồi, là thứ hai là không được dùng cái cây để mà chọc trên kia nhá. Vâng. Nhớ chưa? Được. Rồi. Đấy, bây giờ chỉ có hai điều này là dặn Mạnh thôi ông ạ. Là không được dùng cây để mà chọc lên. Chọc lên là nó sẽ vỡ kính, là nó sẽ hỏng. Đấy, còn cái đặc biệt nhất là không cho Mạnh cầm cái này để đi chơi này. Rồi, cầm cái này để đi chơi là không có điều khiển được đâu. Bao giờ mà pin nó hết thì cháu sẽ lại đi mua pin về thay cho ông. Đấy, còn về cái bóng đèn này là có cô bé, cô ở bên nước ngoài đấy, có theo dõi được những cái thước phim mà cháu đăng tải lên, thì là thấy là vào trong nhà của ông thì không có cái bóng đèn để mà dùng để mà sinh hoạt đấy, thì ông
cô bé có nói với cháu là đi mua cho ông một cái bóng đèn năng lượng mặt trời này để mà thứ nhất là mình không phải để đi sạc. Đấy, chỉ cần có nắng lên là nó sẽ tự sạc. Đấy, ở đây thì cô bé là gửi cháu một cái khoản tiền mà 9.600.000 là mười mấy nghìn đấy. Thì là cháu trích ở cái tiền đấy ra để mà mua cho ông nhé. Rồi. Đấy, hai ông cháu thì hiện tại là cái phần tiền quý làm nhà của bác thì cũng đã được gần là 20 triệu rồi. Đấy, được hơn là 20 triệu rồi. Thì trong một thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong khi mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu xong thì các bác cùng nhau chung tay để mà giúp đỡ cho ba ông cháu làm sao mà có một cái ngôi nhà ấm cúng hơn một chút cô bác. Như là nhà ông thì có rừng cây không? Nhà ông có rừng cây to không? Có mấy cây. Có mấy cây à? Thế thì ở đấy thì xem là để cháu sẽ bàn bạc riêng lại với ông sau nhá. Bàn bạc riêng với ông sau thì qua cái tiết nguyên đán này đấy thì nếu mà được thì mình sẽ tính phương án triển khai đấy, làm sao mà giúp cho hai ông cháu là ấm cúng hơn một chút. Đấy, ở đây thì cháu cũng chỉ là người mà đi lên chia sẻ hoàn cảnh của ông thôi. Đấy, điều đặc biệt nhất là các bác gửi tiền cũng như là tấm lòng vàng tới cho hai ông cháu. Đấy, thế thì hôm nay ông có cái bóng đèn này thì ông gửi một lời cảm ơn tới cô bé nhé. Rồi. Gửi một lời cảm ơn cô. Chúc đấy, chúc thật nhiều sức khỏe. Wow. Chúc các bác các cô thật nhiều sức khỏe. Chúc các bác các cô chúc sức khỏe. Khỏe tốt khỏe nhá. Không biết nói nhiều. Ông thì chỉ biết là nói tiếng Kinh là một chút thôi các bác, tiếng phổ thông ấy, chỉ biết nói một chút thôi. Bây giờ thì Mạnh nhá. Bây giờ thì Mạnh là tiếng phổ thông là biết nói sói đàn ông đúng không? Thì gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Rồi, khoanh tay vào đồng hoàng. Rồi. Nhìn ra kia. Rồi. Con chào. Nói to lên, Mạnh phải nói to lên thì các ông bà mới nghe thấy. Nào khoanh tay. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Đã gửi tiền. Nhờ chú Lực. Mua bóng đèn cho. Con với ông. Rồi. Nào, khi nói chuyện là không được nghỉ cái gì nhá. Khi mà chú dạy thì Mạnh không được nhìn xuống đất mà Mạnh phải nhìn ra kia nhá. Nhớ chưa? Lần sau thì chú xuống thì Mạnh không được làm thế nhá. Ôi dồi ôi, tất thì có cả tất nhện này. Ai mua cho ấy? Chú à? Đây là các bác gửi cho chứ không phải là chú nhá. Đấy. Bây giờ thì ông chuẩn bị làm thêm công việc gì đấy? Ông tối nay ấy? Dừa. Vâng. Cháu về buộc cho lần ăn. Cháu về buộc à? Thế cháu ông chưa lấy về à? Chưa lấy về. Ồ, thế thì bây giờ ông đi lấy cháu về nhá. Bây giờ thì cũng khá là tối rồi. Rồi, bây giờ thế hai ông cháu mình đi lấy cháu của ông về nhá. Đấy, Mạnh thì bây giờ là có bóng đèn đi ở nhà nhá. Bây giờ tối thì đừng ra ngoài nhá. Rồi, đấy, cháu với ông là đi nào ông cất cái điều khiển đi ông ơi. Chỉ Mạnh là Mạnh không cho Mạnh nghịch điều khiển đâu. Đấy, bây giờ thì khá là sáng rồi các bác này, vào trong nhà ấy. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã gửi cái phần quà của cô bé tới cho gia đình của hai ông cháu rồi. Đấy, nhìn trong Mạnh thì thích nghịch cái sốc đổ của bác này. Bây giờ thì sáng rồi, thích rồi ấy. Đấy, đi vào ngôi nhà của ông thì phải là lấy cúi của bác thì mới không có đập đầu trên kia. Đây không chứ không là đập đầu xuống cái phần thanh ngang này rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông là đi lấy trâu của ông một chút. Chú buộc thế này. Thế tối nay là ông buộc trâu ở đâu đấy? Buộc gốc cây trên này thôi. Buộc gốc cây trên à? Hôm nay nó mưa nó chỉ bật trong chế ở trên. Nhìn trong nhà thì khá là sáng này cô bác này, sáng rực rỡ luôn. Ông có ổng không? Hả? Ông có như kiểu đô của cháu đây để đeo không? Có à? Có mà thùng rồi. Có thùng rồi à? Cháu của ông thì tận đậu ở dưới kia đúng không? Đấy. Ui dồi, khó lắm đi. Ôi, trơn lắm đấy ông ạ, đi cẩn thận nhá.
Đấy, ông thì với hai ông cháu khắc tự của bác làm hết những công việc ở ngoài, xong thì mới đến giờ mà nấu cơm. Hiện tại thì bé Mạnh vẫn còn đang rất là bé, cho nên là Mạnh cũng chưa có thể mà nấu cơm cho ông được. Đấy, độ tầm 1 đến 2 năm nữa thì khi mà Mạnh lớn hơn rồi thì Mạnh sẽ biết mà nấu cơm để mà đợi ông. Châu, ông ở buộc đây thì nó ăn cái gì ông đây? Nhìn thấy toàn đất thôi mà. Đất vội, chút nó thấy. Châu này cũng được ông là đi lấy của người ta về để nuôi. Một phần là để cho lấy, một phần là để mà lấy sức của nó để mà cày. Còn một phần thì là lấy phân để mà bón phân đúng không bác? Đấy, ruộng của nhà ông thì từ chỗ này xuống đây các bác này. Ở đây thì ông cũng chia sẻ với cháu Lực rằng là không có phân bón để mà để nhiều, cho nên là mỗi năm chỉ thu hoạch được một chút thóc thôi, là hai ông cháu là vẫn không có đầy đủ ăn. Đấy, thời điểm hiện tại thì đến bây giờ thì gia đình của ông là đã hết thóc rồi các bác ạ. Cháu Lực là phải mua lên cho ông rồi đấy, phải mua xuống cho ông rồi. Đấy, cháu Lực, ông thì cũng phải nói rất là có duyên với lại các bác, có duyên với cháu Lực nữa. Cháu Lực cũng xuống và gặp ông thì cũng chia sẻ hoàn cảnh của ông lên, thì cũng có khá là nhiều bác quan tâm tới hai ông cháu, gửi cho anh cháu rất là nhiều phần quà. Đấy, Mạnh thì hình như là chắc là vào đây nghịch nước hay sao. Cháu Lực nhìn thấy là có cả chậu ở đây này. Chỗ này có cá chạy không ông? Hả? Chỗ này có cá chạy không? Bà lết ạ. Nó không có đâu. Không có à? Thế thì cái này ông lấy về để làm gì ấy? Cái này nó khắc theo nước về đó mà. Khắc theo nước về à? Ừ. Thế là nó khắc có đúng không? Khắc có. À. Thế là chứng tỏ là ở chỗ này có nguồn nước nào ấy không nhỉ? Nguồn nước. Ấy, nếu mà ở trên vùng cao thì hầu như là bà con là thứ tài sản quý giá nhất đấy cô bác, thì là trâu với bò đấy cô bác. Đừng lắm gì ạ. Ông có lấy cỏ này lên chưa? Cỏ ngày mai cho rồi. À, cỏ là ngày mai à? Ừ, mai à, thế là cũng chuẩn bị cho là ngày mai đấy. Ôi, ông mà buộc ở đây thì nó mà đói lên thì nó giật ngôi nhà ông chả bay đi à? Một tí bục trên này thôi. À, thế là một tí nữa ông buộc lên trên đúng không? Ừ. Chứ không là ông mà buộc đây là trâu nó mà đói là giật ngôi nhà là bay luôn đấy các bác. Chứ không có đùa cái đâu, là mất chỗ ngủ luôn đấy. Ấy trời, thì bây giờ cũng khá là tối rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng chắc là phải là kết thúc cái thước phim ở đây thôi. Và cháu Lực sẽ di chuyển là đi lên trên nhà đó các bác, xem là Mạnh là ở trên nhà vừa lắp cái bóng đèn xong thì Mạnh là đang làm cái gì các bác nhá. Đấy, đang chơi được các bác này. Bóng đèn thì cháu Lực cũng đã lắp xong rồi, cho nên là bây giờ đi vào nhà là không cần phải là bật thêm cái đèn pin nữa. Đấy, đến lúc mà hai ông cháu là ăn cơm là dùng cái bóng đèn này để mà ăn cơm xong lại đi ngủ thôi. Ông này lấy cỏ lên luôn hả ông? Vâng. Bây giờ thì cũng được gần đến 6 giờ chiều rồi các bác. Gần 6 giờ tối chứ các bác, chứ không phải 6 giờ chiều nữa. Và đôi lúc mà cháu Lực nói là hơi nhầm một chút các bác ạ. Đây, ở đây thì hỏi vì sao mà cháu Lực cũng nhận được một số cái cuộc điện thoại các bác mà nói rằng là ông cũng còn khá là trẻ thôi các bác. Đây, nhưng mà các bác không có biết rằng là cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của ông thì ông rơi vào như thế nào thì mới khiến thành là ông là bây giờ trở nên là già trước tuổi. Đây, như tầm tuổi này thì ông đã ở nhà gọi là để mà trông cháu thôi. Đấy, nhưng mà con của ông thì hiện tại là cũng không biết là còn hay là mất, còn hay là sống các bác. Không biết, biết sống như nào, ông cũng không có biết nữa.
Đấy, bây giờ thì cũng khá là tối rồi cô bác ạ. Cháu Lực cũng xin được kết thúc thước phim ở đây thôi cô bác. Và cháu với ông thì cũng xin được là nói lời chào tạm biệt các ông, các bà, cô chú anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Đấy, bây giờ thì ông nói một lời chào tạm biệt các bác nhé. Tôi xin chào tạm biệt các bác. Đấy. Tôi xin chào tạm biệt các bác. Rồi. Rồi, Mạnh ơi. Đang ở đâu ấy? Ra đây chú xem nào. Ra đây chú xem nào. Ra đây. Đeo xếp vào, ra đây. Ôi, lợn ông cho ăn cái này làm sao mà lớn nổi ông? Rồi, bây giờ chú đi về nhá. Ở nhà là Mạnh phải ngoan nhá. Nhớ là không được nghịch cái điều khiển kia nhá. Nhá, bây giờ thì nói chào các ông, các bà đi. Con chào các ông, các bà. Con chào tạm biệt các ông, các bà. Con chào tạm biệt các ông, các bà. Rồi, bye bye. Cái tay.